Nhân vật chính của chúng ta sẽ là anh thanh niên tên là Nick. Anh có một gia đình hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp và hai người con đáng yêu. Công việc hàng ngày của anh là săn bắt tôm hùm để bán lấy tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, đâu phải ngày nào công việc của anh cũng dễ dàng. Hãy cùng theo chân anh ta để xem thế nào nhé. Một buổi sáng nhiều mây, hứa hẹn cuộc đi săn thú vị cùng với Nick điên khùng. Anh ta sẽ đưa các bạn tới vùng biển có những rặng san hô khổng lồ, nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật biển. Và đặc biệt hơn nữa, khu vực này cũng khá là nông. Độ sâu chỉ khoảng 1 đến 2 mét nên sẽ dễ dàng trong việc nhìn từ trên xuống. Những khóm san hô này chính là nhà cho những loài động vật nhỏ bé ở đây, tránh khỏi kẻ thù của chúng. Vào ban ngày khi những kẻ săn mồi đi kiếm ăn, chúng sẽ trốn trong san hô và đợi khi màn đêm buông xuống. Kẻ săn mồi sẽ đi ngủ và lúc này là thời gian của chúng đi kiếm ăn, như vậy nên ở đây chúng sẽ phát triển rất tốt. Vậy mới nói ở khu vực san hô sẽ có rất nhiều loài sinh vật biển. Bờ biển quanh đây thật vắng vẻ. Anh vui vẻ dắt chiếc thuyền Cadillac của mình ra ngoài khơi. Hôm nay Nick đã chuẩn bị rất kỹ càng để tìm kiếm thứ anh ấy mong chờ. Từ đồ sinh hoạt, đồ ăn, cho đến đồ lặn được anh xếp ngăn nắp trong hộp. Anh đã xác định, ngày hôm nay phải bắt bằng được 1.000 đô la tôm hùm tươi. Khá là khó khăn đấy ông ạ. Ngày nào cũng 1.000 đô thì chả mấy chốc ông anh thành tỷ phú. Anh hăng hái kéo neo lên để vi vu bằng con thuyền xịn sò của mình. Nhìn từ trên cao, chiếc thuyền của anh như đang lạc vào mê cung san hô vậy. Trước khi nhảy xuống biển, Nick muốn khoe với mọi người rằng anh vừa mới mua được một chiếc ba lô tủ lạnh. Nó có tác dụng như một chiếc tủ lạnh vậy, trong khi rất nhẹ nhàng và thuận tiện khi di chuyển với nó trên lưng. Anh chứng minh cho mọi người tác dụng của nó bằng cách lấy hai chai bia còn lạnh như đá trong ba lô ra. Nick và anh cameraman cùng cụm bia uống. Anh đã rút kinh nghiệm trong một lần bị lạc lênh đênh trên biển, bị mất nước trầm trọng và suýt chút nữa là ngỏm củ tỏi. Từ đó đến giờ anh đã tin tưởng và chỉ sử dụng chiếc ba lô này. Ngoài việc giữ được lạnh, đựng được nhiều đồ, phía trước của nó còn có thể đựng được 6 lít nước và có vòi để hút. Tiếp theo là chuyên mục mặc đồ bơi cùng Nick nhé các bạn. Vươn vai đấm đấm vài cái khởi động xong xuôi chuẩn bị lặn nào. Phía dưới đại dương, những sinh vật đủ các loại màu sắc thật là tuyệt vời. Nick lặn sâu tìm trong từng hốc đá một, tìm chán chê mê mệt vẫn không thấy dấu vết của một con tôm nào. Anh loay hoay tìm từ rặng san hô này qua rặng san hô khác. Đúng là vì tiền chúng ta sẽ phát huy hết tài năng của bản thân mình. Mỗi lần đi lặn là một cuộc chiến sinh tồn với anh và cả gia đình. Thật vất vả mà. Nhưng nói gì thì nói, lặn dưới nước thế này thích thật đấy. Ở các khu du lịch, phải bỏ cả đống tiền mới được trải nghiệm lặn ở các rặng san hô đấy ạ. Đủ các hình thù san hô, đủ các loại cá với rất nhiều màu sắc. Thôi thì ta không được nhìn thật thì nhìn trên màn hình máy tính, điện thoại cũng được mà. Đây rồi, sau một hồi tìm kiếm thì mục tiêu đã trong tê. Ẩm ngắm. Vâng, rất là dứt khoát không có một động tác thừa. Nick tóm sống hai cái râu của con tôm hùm. Như này thì có mà chạy đằng trời chú em ạ. Trông nó khá là to đấy chứ. Nếu tinh mắt mọi người sẽ thấy con tôm này cụt mất một chân. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Với những con tôm tươi sống như thế này nó sẽ có giá trị khoảng 500 đô la Mỹ ở nhà hàng Trung Quốc. Chưa được 1.000 đô la đâu nhé. Vậy nên Nick điên khùng sẽ thả nó trở lại biển để phát triển thêm. Tôi là tôi chịu ông luôn đấy ông khùng ạ. Tiền nào mà chả là tiền, thế mà ông còn chê. Thầy huấn có câu, cần cù thì bù siêng năng. Anh Nick chắc học câu này của thầy rồi. Thay vì kiếm một con tôm 1.000 đô la, thì anh có thể bắt hai con tôm 500 đô la mà nhỉ. Vùng biển này rất nhiều người săn bắt rồi nên để tìm. Được một con tôm to trả bán năng 3kg trở lên rất là khó. Nick ơi là Nick, chịu anh tôi. Nick nghĩ mình sẽ bắt được con tôm khổng lồ sao? Chưa gì đã có một con tôm đập vào mắt anh. Bên cạnh con cá đuối con ở tận trong hốc đá. Rất khó để chui người vào bắt nó. Anh phải ngoi lên mặt nước để bàn kế sách với cameraman. Nick nhìn chân nó rất dài, có lẽ con này là con đực và có trọng lượng khá lớn. Anh cho rằng nó có thể trị giá 1.000 đô la. Lần thứ hai anh xác định vòng vượt qua bên phải phía sau con tôm và dình chụp vào mũ nó. Lại không được rồi, nó rất thông minh và phản xạ đáng kinh ngạc. Lần thứ ba lặn xuống anh chỉ đành ngắm nó chui bên trong hốc đá mà không làm gì được. Cay cú anh lại ngoi lên. Thôi kệ, ta không ăn được thì đạp đổ. Nếu không bắt sống được nó thì đành dùng chiếc phi tiêu bắn nó lôi ra vậy. Thế là đến lần thứ 4 anh bắn một phát trúng ngay người nó và kéo ra. Để nó không phải đau đớn hơn, anh rút ra cắm ngay phía dưới đầu nó. Nếu con tôm không còn tươi sống thì giá trị của nó sẽ mất đi rất nhiều. Phi quá mọi người ạ. Nhìn nó đi. To khủng khiếp luôn. Con tôm to nhất từ trước đến giờ tôi nhìn thấy. Đầu nó to bằng đầu ông Nick luôn. Thân thì dài khoảng 1m4. Và đây chắc chắn là một con tôm hùm đực. Các bạn để ý chiếc vây bụng của nó to và chèn lên nhau che kín bụng. Nếu là con cái nó sẽ bé hơn và không che được hết bụng. Quá là to, chân của nó duỗi ra thậm chí gần bằng tay của Nick luôn. Ở Trung Quốc, 1,5kg tôm hùm có giá khoảng 500 đô la Mỹ. Con này khoảng hơn 3kg là các bạn biết bao nhiêu tiền rồi đấy. Nếu nó mà còn sống thì tuyệt biết mấy. Nhưng vì nó đã chết nên Nick sẽ tự thưởng cho mình và anh cameraman bằng con tôm 1.000 đô này trong bữa tối nay. Để bữa tối có thêm món để gắp. Trời đang còn sớm nên Nick quyết định đi vòng vòng kiếm thêm ít cá tôm nữa xem thế nào. Chứ mỗi con tôm không thì hai anh em ăn có hơi lặt miệng. Mà hôm nay anh lại mang theo mấy chai bia nữa. Chiến thôi anh em ơi. Nick nhảy cái tỏm xuống biển tiếp. Trên tay anh lăm le cái tên bắn dưới nước. Chỉ cần một con tôm hay cá nào lọt vào tầm mắt là xử lý ngay. Một tay thợ săn chuyên nghiệp. Anh không hề mang theo bình dưỡng khí, mà cứ mỗi lần lăn xuống từ 2 đến 3 phút anh lại ngoi lên thở. Trông cứ như một con rái cá vậy.
Để mà làm được như vậy, chắc phổi của anh phải to gấp đôi người bình thường mới lặn lâu được như vậy. Đây rồi, một cú bắn cực kỳ chính xác. Trong khi chỉ mới nhìn thấy chiếc râu của con tôm, Nick đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của người thợ săn rồi. Con tôm vẫn cố dãy dụa nhưng mà hết cách rồi em ạ. Sau khi nhấc nó lên thuyền, tuy không bằng con tôm lúc trước, nhưng dù sao nó cũng đủ để hai người chia nhau trong bữa tối rồi. Nick đang tính, một con anh sẽ đem chiên lên và một con anh sẽ luộc. Nghĩ đến đây thôi là bụng dạ cồn cào lắm rồi. Anh bắt đầu hú hết phấn khích. Phải nhanh chóng kiếm một bờ biển để lên lửa nhóm bếp nào anh em ơi. Đây rồi, Nick chọn bờ biển gần đây. Anh không thể lái thuyền vào trong, nếu không thủy triều xuống thuyền của anh sẽ mắc cạn mất. Nick thả con thuyền Cadillac của mình xuống và chất thực phẩm lên thuyền. Con thuyền không đủ chỗ cho hai người, nên anh cameraman đành phải tự bơi vào bờ vậy. Kéo chiếc thuyền lên bờ, đang sắp hết nước uống, anh khéo léo trèo lên làm tầm 10 quả lát xuống uống dần. Vừa tiết kiệm vừa bổ dưỡng, tội gì không uống. Anh còn cẩn thận chặt vỏ ra và cất vào trong ba lô của mình. Hết chỗ để thì anh cầm tạm trên tay vậy. Khá là nặng đấy chứ. Nick sẽ cơ động về chỗ lán trại của mình để tổ chức tiệc buffet tôm hùm tối nay. Nó sẽ thật sự hoành tráng. Bữa tối nghìn đô ngoài trời, không khác gì đi ăn ở nhà hàng 5 sao Michelin. Trước tiên cần nhóm củi cái đã, nhưng mấy hôm nay nấu hơi nhiều nên hết củi rồi mọi người ạ. Chỉ còn mấy thanh gỗ nhỏ nhỏ đốt tạm trước vậy, để làm công việc kiếm củi trở nên khoa trương hơn. Nick sử dụng chiếc xe đồ chơi cho bọn trẻ con đi ra bìa rừng cách đây chừng 50 mét. Tôi cũng ạ anh luôn đấy Nick à. Nhặt được 3 khúc gỗ chất lên xe như đúng rồi. Sau lúc dưới nước anh chăm chỉ thế mà lúc lên bờ anh lại lười là sao vậy? Hay lúc lên bờ anh mới trở về đúng bản chất của mình là Nick điên khùng à? Hôm nọ trồng mấy cây cà tím, hôm nay đã được thu hoạch rồi này. Lát nữa sẽ nướng lên ăn kèm. Nick khoái chí. Lâu lâu không có hớp rượu hớp bia là tay lại run lên mọi người ạ. Thôi thì sẵn bổ quả dừa, cho ít rượu vào trộn đều uống cho đỡ khát chứ thèm thuồng gì. Nick đã chuẩn bị đầy đủ gia vị và rau củ. Anh đã trồng nó trong chính khu vườn này của anh. Mọi thứ trong khu vườn này đều rất sạch sẽ, không có thuốc trừ sâu hay kích thích đâu nhé. Nên rất là đảm bảo. Với những loại gia vị hiện có anh sẽ làm 3 món, từ tôm hùm nghìn đô ngày hôm nay anh bắt được. Món thứ nhất và thứ hai anh sẽ nấu chúng lên. Còn món thứ ba sẽ làm món gỏi tôm tươi. Rất là thú vị nha. Phải thêm tí củi vào bếp cho lửa cháy to hơn. Sau đó anh sẽ thử cân chiến lợi phẩm của mình xem được bao nhiêu nào. Nó rất to. Anh chỉ muốn bắt sống nó để có thể bán được, nhưng con tôm này chui tận trong ngách sâu nên bắt nó là điều rất khó khăn. Con tôm này dài quá còn không vừa cái cân. Nick bẻ nó ra làm đôi và cân lên. Ôi rồi ôi, 3 cân non cả nhà. Đấy, thấy chưa, nó mà tươi thì bán được 1.000 đô la rồi đấy. Phí quá, phí quá. Anh bắt đầu thể hiện mình là một người có kỹ năng dùng dao nấu ăn rất điêu luyện. Nick chỉ cho mọi người cách xử lý cái đầu tôm to đùng này một cách dễ dàng và hiệu quả. Bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn của Nick là được. Còn tôm hùm ở đâu để làm thì tôi không rõ. Ha ha ha. Phần đầu này nhìn thì to thật đấy, nhưng nó rất ít thịt cua bên trong. Nhưng đồ ăn thì phải tận dụng, chúng ta không nên lãng phí nó. Vậy là Nick để đầu tôm lên bếp nướng luôn. Vì to thế này thì phải để lâu nó mới chín được. Tiếp theo là phần xử lý thân của con tôm hùm siêu to khổng lồ này. Cắt nó làm đôi, tách vỏ ra rồi sau đó là thái nhỏ từng miếng một. Cho vào một cái âu sạch sẽ và ướp chanh, ớt, gừng và các gia vị vào. Và một hương vị nữa không thể thiếu, đó là nước rửa tươi. Chà, trông nó cứ ờn ờn kiểu gì ấy nhỉ. Tôi cảm thấy lo cho cái dạ dày của anh nếu ăn món này. Con tôm còn lại cũng sẽ được anh cắt nhỏ ra như thế này. Tuy nhiên, nó sẽ được nấu chín lên. Nick bắt đầu bắc chảo lên trên bếp để chế biến món thứ ba. Cho dầu ăn vào chảo và đợi cho nó nóng. Anh thử thưởng thức một chiếc chân tôm. Ồ, khá là chắc và ngọt thịt. Nick cho thịt tôm vào chảo và đảo đều đến khi nó chín. Món gỏi tôm có vẻ như được rồi. Vớt ra đĩa rồi cho thêm ít nước chanh rắc lên. Sao không dùng thìa hoặc là đeo găng tay vào anh? Tay có sạch đâu mà bốc thức ăn ghê quá. Vậy là thành quả cả buổi ngày hôm nay đã xong. Nhấc chiếc chảo ra là ta đã có đầy đủ 3 món ăn. Đầu tôm nướng, thịt tôm rán và gỏi tôm. Nick không quên chia sẻ đồ ăn cùng vài người hàng xóm. Thôi thì đi ăn trực nên các vị khách phải khen thôi chứ. Thực chất nhìn cách nấu của anh là tôi biết món ăn của anh chả có vị gì rồi. Nick vơ ngay chiếc chân to nhất cho vào miệng và thưởng thức nó. Ổng nấu nên ổng thừa biết cái gì ngon nhất mà. Khôn ghê. Câu chuyện ăn tôm nghìn đô của Nick đến đây là hết phim rồi cả nhà. Like và subscribe kênh của chúng mình để xem được nhiều video thú vị hơn nhé.